Chúng ta đang ngắm đỉnh núi Ba Vì từ trên nóc nhà của Đại học Quốc gia. Và đây là phía xa xa chân núi Ba Vì là hình ảnh của trường Sĩ quan Chính trị thân yêu. Đây là mái trường Sĩ quan Chính trị. Nhưng mà bác Đề là hay được lên TV nhất. Người đẹp lấy vợ đẹp hay lên TV. Cái này mà thiếu thì chúng anh sai bét cho rồi. Gạch quân sự đấy. Xin phép các anh các chị là tôi quay một vài cái thước phim. Lên truyền hình VTV1. Anh Mạnh Chiến, Thanh Xuân là bộ ngoại giao chứ ở bên Mỹ. Tôi đã phân công là tôi đã định là mua là bên này một túi, bên kia một túi, tức là nhà khách của mình đấy. Thế nhưng mà bởi vì là tôi biết uống chè, thèm uống, thế mà các cháu bảo không rất nóng đâu, mà thế tôi giải hết bằng năm nhé. Kính thưa Thủ tướng Cương, nguyên lãnh đạo chỉ huy tuần 6, kính thưa Trưng, Thủ tướng Thời, nguyên lãnh đạo chỉ huy đảng thứ 3, tuần 6, đảng thủ trưởng hôm nay tạm thời nghỉ, kính thưa toàn thể các đồng chí, các anh các chị có mặt trong cái chương trình hôm nay. Trước hết là em mong được gần, thì rất là hân hạnh và rất là vui khi năm nay trường của anh chị và đón tiếp nguyên các đồng chí học viên và các chị công nhân đã về tiêu của trường mất 4 năm của trường phát hiện sau. Cái báo cáo với thủ trưởng các anh chị là theo cái chương trình của ban liên lạc có chỉ đạo ấy, thì là hôm nay cái buổi trưa này chỉ có cơm thôi, thế còn cái bữa tiệc cho lãi chiều nay của nhà trường là cái hôm nay
tổng này ta uống rượu và xin giúp các thủ trưởng lên lãnh đạo chỉ điểm 6 và 6 như các nói ra những chỉ đi lao động sức khỏe cho đi ngon các người chủ trưởng lên lãnh đạo không nhiều để giúp đây của anh đấy, chỗ anh ngồi. Giờ mất ảnh là không ra nghe thì phải đưa đâu lâu cãi. Ông có đi ra sao đâu? Để em coi uống đã. Dạ đây, phở... phở... đầu hành như thế thôi. Cảm ơn anh này. Đây là chủ tịch... Chủ tịch Kiều Minh. Đại tá này, chủ tịch Kiều Minh. Đại tá này, chủ tịch Kiều Minh. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ông cầm lên, xin xin.
mặc áo vào trong tình thấy đôi người khác đẹp quá thì anh em là cầm quốc máu lưu thông nhiều hơn chức vụ gỗ nên gần tuyệt vời chỉ có đi lên trời là không có vấn đề có chuyện thương là bạn rồi rồi đấy nhìn tao thế này không đủ được con khi thấy thấy mình ba tao này. Anh quản giữ tay này. Các anh chị trước xuống đá chân thì em mời các anh chị chúng ta đi cuối cái sân sỏi bên phía đầu cầu thang, chúng ta sẽ đi thẳng. Có biển dẫn lối đi tham quan. Các bạn đứng như này, đấy, đấy, ý của em là đứng hai bên cánh gà kìa. Cái ba thì hỏng rồi. Đấy. Không nghỉ chưa? Đang nghỉ chờ đấy hả?